định người được. ta mong mãi chả đẻ được, mình mong Úi đẻ thôi. rồi nó vào đôi, nó rỉa lông cho nhau mẹ, tình cảm lắm. À, lâu chưa anh lấy của bên em, lâu chưa, Tháng. tháng rồi mà đã rỉa lông với nhau rồi à? Úi rồi cái hai đôi chú chọn nào anh bảo ấy thì một đôi non đầu tiên lấy nha, Vâng, non xong bón rồi hay non nhím đôi bộ? một đôi non là nó khắc mổ rồi, xong một đôi có cườm, nhưng đôi có cườm là về nó gù ầm ầm. Cái đôi cườm vừng bây giờ anh có ưng không? Đôi cườm vừng cũng được, anh về anh mở loa loát cái tiếng cu gáy về, thế là tập cho nó về nó gáy suốt ngày. Thế là lấy của em 4 con rồi à? Ừ, hai đôi rồi. Là một đôi non, một đôi biết mổ, một Vâng. đôi là biết mổ thì đôi kia thì chưa có cườm, đang lên cườm. Những người về chỗ nào Lạng Còn Sơn nhỉ? một đôi thì một đôi có cườm rồi. Vâng, anh chưa, anh Lộc gửi về chỗ Thổ. nào Lạng Sơn? Anh ở anh mày gửi cho anh bến xe phía Bắc Lạng Sơn, mày gửi cho anh mấy lần mẹ bắt anh nạp thẻ kiểu không nhớ. Thì anh mua hàng thì anh chả đặt cọc thì Thì sẽ đến nạp thẻ mấy lần thì đéo. vâng.